Rồi, bây giờ xem Lợi Minh hoặc một bạn kiều bào nào ở đây, ví dụ như Tania chẳng hạn. Rồi, xin mời Lợi Minh. Rồi, rồi xin, vâng, xin chào Lợi Minh. Tiện thể bây giờ mình cũng quen gọi là Lợi Minh rồi, nhưng mà ở đây là Nguyễn Văn Lợi hay Lợi Văn Nguyễn, thì bây giờ tôi nói các bạn là nhân tiện. Rồi, xin lỗi. Rồi, xin lỗi cho mình khoảng 50 giây. Một số người, mình không nói tên ở đây, hiểu lộn. Tức là hiện nay nhé, theo tôi được biết là cái nick của Lợi Minh ngày xưa đã bị bọn hack. Đấy, Thành Cùng Lợi Minh bắt buộc phải đổi sang cái nick này, đúng không? Chính xác không? Cho nên một số anh em hiểu lộn, tức là hiện nay coi như tại sao Lợi Minh lại phải dùng cái nick này. Tôi nói cho tất cả biết, các bạn muốn nói về cái gì các bạn phải tìm hiểu cho chính xác, chứ không bảo bây giờ coi như là vâng Lợi Minh, coi như ngày xưa tại sao Lợi Minh, nhưng bây giờ đấy, ví dụ cái nick của tôi ngày xưa là Ban Nguyễn hả, bị nó nick chẳng hạn, thì bây giờ tôi có khi phải thêm dấu Á nữa để lập một cái nick mới. Đấy, còn bây giờ là Lợi Minh trở về tên là Nguyễn Văn Lợi. Đấy là cái tên chính xác của Lợi Minh. Rồi đấy là tôi nói sơ qua. Rất nhiều tôi nói nha, tôi nói sách có sách mách có chứng là đã có những người, tức là hiện nay đang có vấn đề gì đối với Lợi Minh. Cho nên bây giờ ví dụ các bạn suy diễn một cách coi như nó không được hay lắm. Rồi xin mời. Tôi nói qua. Cảm ơn bạn. Một lần nữa xin chào anh chị em các bạn và anh Bằng trong diễn đàn. Đây là Lợi Minh, đây là hộ khẩu và giấy chứng minh. Xin lỗi các bạn, mình phải che bớt lại. Thông cảm nha. Đây là Lợi Minh là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bằng lái xe, giấy chứng minh, hộ khẩu và sổ nhà đất. Mình là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện nay Lợi Minh đang sống và làm việc trên đất Mỹ. Và đây là ngôi nhà của Lợi Minh. Đây. Đó, thì Lợi Minh muốn nói với anh chị em các bạn biết, đây là ngôi nhà của Lợi Minh. Lợi Minh tự cất năm 1999. Tổng cộng là 10 phòng. Đấy. Tổng cộng là 10 phòng, như 11 phòng rồi. Thì ngôi nhà này mình trả ốp từ lâu rồi, tại vì không có thiếu nợ nần gì hết, nằm trên 2 mẫu rưỡi đất. Nhờ ơn bác và đảng thì lúc nào mình cũng phấn đấu và vượt khó và vươn lên. Hiện nay mình còn 8 mẫu đất ở nằm ở ngoài đầu đường nữa. Đấy, Lợi Minh là thích rất là đầu tư vào bất động sản. Nói chung thì cuộc sống ở bên Mỹ, như anh chị của bạn cũng đã biết, cái gì nó cũng có xã hội của nó cũng có mặt trái và mặt phải của nó không phải giống như nhiều người mà lên đây mình nói. Đấy, thì nhà cửa đâu cũng vậy, các bạn thấy đây là sân trước, tại vì đây là một cái miếng đất nằm 2 mẫu rưỡi đất. Nhà này là Lợi Minh tự mình thiết kế, là mình thuê kiến trúc sư nó vẽ rồi nó xây. Đấy. Tiền đóng thuế hàng năm là 9.500, chưa tính bảo hiểm. 9.500 chưa bảo hiểm. Có khoảng 9.000. 9.500, 900 ấy một tháng. Dạ. Không, bây giờ xin lỗi luôn Lợi Minh, cho mình tò mò một chút. Bây giờ ví dụ như cái giá trị ở cả cái khu đấy của Lợi Minh hiện nay giá là bao nhiêu tiền? Nếu mà Lợi Minh bán hoặc như nào? Giờ giá khoảng 1.500.000 đâu. Tại vì khu vực ở đây là nhà nó cất theo kiểu mini trang trại. Những cái loại trang trại có những ngôi nhà nó rất là lớn. Đấy. Thì nói chung thì Mỹ thì ở đây là nó là một cái thị trấn, từ đây đi vô trong thành phố mà khu người Việt đó. Thì nếu mà lái trên freeway xa lộ đó thì mất khoảng hơn nửa tiếng. Còn nếu mà đi đường thường thì cũng cả tiếng. Người Việt ở Arizona thì khoảng gần 18.000 người. Tổng cộng người Việt trên nước Mỹ á, là hơn 1.500.000 người. Cali thì trên 200.000 người. Đây là bầy bạch ghê của mình, nó đã cho mình mới bị cảnh cáo, giờ phải đi lấy giấy phép hành nghề. Ở bên Mỹ nó bắt phải mua cái license, cái giấy phép. Nó phạt $300 ra tòa. Thế thì nói chung thì người Việt ở đây rất là ít. Ở cái tiểu bang này người Việt ít lắm. Tại người Việt mình họ thích sống ở những nơi nào đông. Rồi cái cộng đồng người Việt chống cộng đó, thì nói chung đó, nó chỉ nằm ở 2 tiểu bang lớn nhất thôi, Cali và Houston. Các bạn biết nơi nào cộng đồng mà người Việt đông đó
thì những thành phần chống cộng rất là đông, tại vì nó lợi dụng vào những cái người Việt đó để đăng nó trục lợi, trong đó nó quyên góp tiền và nó quảng cáo, nó làm lên những cái tờ báo, nó làm lên những cái đài truyền hình, nó phải xuyên tạc chế độ, nó phải xuyên tạc ở Việt Nam, nó phải loàn lách. Đấy, thay vì các bạn biết nó bảo kê, nó dùng vào những cái chính sách bảo kê để đặng mà nó lại đó, nó thâu tiền của những cái cửa tiệm đó, thì nó không làm như vậy. Cái kiểu mà nó chơi mà kiểu mà vừa hợp pháp, hồi nãy tại nghe anh Bằng hỏi một số người đó, anh cầm rồi đó, thì nó dùng một cái sự gọi là hợp pháp, nó bảo kê nhưng mà nó hợp pháp. Hồi xưa thì người ta tự đóng những cái cửa hàng cửa tiệm mà của người Việt ở trong những cái khu mà làm ăn đó, anh chị các bạn biết đó, phải quảng cáo với nó. Nếu mà không quảng cáo với nó đó thì nó sẽ chụp mũ. Tôi nói ở tại zona một cái tiệm cửa nhà hàng, tôi không nói tên ra, xin lỗi các bạn thông cảm gì, gia đình người ta cũng chẳng là cộng sản cộng gì, người ta qua người ta lo làm ăn, người ta có nhà hàng anh em người ta lo làm ăn, vì gia đình người ta còn thân nhân Việt Nam, người ta đi về về hoài, nó ghét, nó lại nó xịt sơn, nó phá cửa tiệm người ta hoài. Các bạn biết chủ nhà hàng phải lại xin lỗi, phải quảng cáo với nó, rồi đóng tiền này tiền nọ với nó, phải làm đủ mọi cách để chẳng nó tha, để đặng không thôi thì nó phá, làm sao mà bán buôn làm ăn. Cái người Việt của mình ở trong cái khu của người Việt đó, nó khổ cái chỗ đó. Còn Lợi Minh đó, ở đây không có bóng người Việt, ở khu Lợi Minh không có. Hồi nào giờ Lợi Minh sống ở Mỹ mấy chục năm nhưng mà không bao giờ chơi với lại cái cộng đồng, tại vô thấy tụi nó là thấy ớn chờ đậu rồi, không chơi. Nói chung là mấy cái thằng bao que là không chơi. Lợi Minh không bao giờ tin tưởng vào những cái người của tụi mà chống cộng cực đoan ở bên này. Tụi nó tạp nhạp lắm, như các bạn đã thấy đó. Mình nó nói, nó xuyên tạc quê hương mình chỉ vạch mặt nó thôi là nó kéo cả một lũ ra nhà, là nó dọa nạt rồi. Nếu mà không biết luật pháp là nó có thể ăn hiếp mình. Cho nên sống ở trong cái cộng đồng người Việt nó rất là phức tạp về lĩnh vực này. Các bạn biết Houston đó, vào thập niên khoảng 80, giữa 80 đó, rất là hỗn độn. Tại vì tôi có qua đó, tôi có bạn mình nói, hồi đó tôi mới đi qua đó chơi mấy lần lận. Thời cái thời đó băng đảng trộm cướp nó hơi bị ghê, sau này tụi Mỹ nó triệt, ngay cả Cali cũng vậy. Sau này các bạn biết tụi FBI nó triệt, tại vì ở ngay tại Arizona, tôi nói cái quán cà phê Dĩ Vãng đó, là những cái băng đảng người Việt các bạn biết rất là trẻ, từ 16 cho tới 32 tuổi. Các bạn biết cách đây giờ vài năm đó, FBI nó triệt, nó chạy về tới Việt Nam, nó trốn FBI qua tới Việt Nam lôi đầu về Mỹ. Tại Việt Nam mình với Mỹ hiện nay là nó có phái bộ dẫn độ. Các bạn biết người Mỹ đó, một khi mà họ đã ban giao với quốc gia nào, quyền lợi của họ là trên hết. Khi họ ban giao với Việt Nam vậy là quyền lợi của người Mỹ là trên hết. Coi như mấy ông mà chống cộng bên này coi như done deal, coi như là xong. Anh không có làm điều gì mà làm tổn hại đến an ninh của quốc gia Mỹ và quyền lợi của Mỹ được. Cho nên các bạn thấy vừa rồi có ba Việt kiều Mỹ mà về Việt Nam mà chống phá đất nước đó, bị kêu án mười mấy năm tù. Phái bộ ngoại giao họ đâu có đụng vô, tại vì anh đến đất nước của người ta, anh phạm pháp, và trong cái bộ luật của những người mà gọi là cha vào những người mà họ đi du lịch đó, là bộ ngoại giao Mỹ người ta đã đưa ra cái luật anh đến nước người ta anh phải chấp hành luật pháp đời, bởi vì tất cả mọi thứ đều có hai sứ quán đã người ta giải quyết cho vấn đề hết. Một khi người ta đã bình thường quá ngoại giao rồi. Cho nên nhiều khi các bạn chị em các bạn thấy ở bên Mỹ có nhiều người hỏi tôi tại sao mà Mỹ lại để cho Đào Minh Quân hay là những cái nhóm chống cộng nó loạn lên như vậy mà không triệt nó. Tại vì anh chị em các bạn biết Mỹ nó là kịp Trung Quốc. Trong cái cộng đồng của anh làm gì kệ bố anh. Nhưng mà anh đừng có đụng tới quyền lợi của Mỹ thôi. Anh mà đụng tới quyền lợi của Mỹ, Mỹ nó quốc anh dân vô rất liền. Các bạn thấy không, tôi nói giống như trường hợp của ông Võ Đại Tôn, ông ta là một Việt kiều, khi mà ông ta đi cùng phái bộ ngoại giao đến Việt Nam, ông ta chỉ nói rằng tôi Võ Đại Tôn tuyên bố chống đảng cộng sản Việt Nam, nó cộng với cục, tại vì cái phái bộ ngoại giao của Úc nó đã cảnh cáo ông rồi, đây là quyền lợi của nước Úc, anh không được xía vào và anh không được làm tổn hại, cộng với cục quốc 5 năm xé lịch mấy ông chống cộng ở bên Cali, ca ngợi anh hùng Võ Đại Tôn, bán sách đồ đủ kiểu đủ cách hết, viết sách ra rồi làm đủ kiểu hết, về Úc trốn mẹ đâu cả
chục năm mà mới thấy xuất hiện, giờ già lụm cụm đi nè, đi cọc cục cục, tôi võ đại tôn lên, bây giờ bắt đầu ra chấm, bây giờ hết rồi, hết đát rồi, các bạn thấy không, nó bẩn thỉu đến độ như vậy, ngay cả trong cái cộng đồng người Việt cũng vậy. Anh chị em các bạn nên nhớ, những cái thành phần chống cộng cực đoan bên Mỹ, nó lừa cả cha chú nó. Làm có, tôi quên cái thằng này rồi, tôi có một, tôi còn giữ cái dữ liệu. Nó lừa, nó nói nó là phó đô đốc của hải quân ở châu Á. Nó lừa, cuối cùng nó bị vạch mặt ra. Ngay cả Cao Nguyệt, Dương Nguyệt Ánh vạch mặt nó luôn. Cái Dương Nguyệt Ánh là một cái phụ nữ mà khoa học gia của Mỹ đó. Các bạn thấy không? Cái tập đoàn chống cộng ở bên Mỹ nó rất là ô hợp, nó vô cùng ô hợp. Thì nói về vấn đề mà những cái mô hình xã hội bên Mỹ, anh chị em các bạn biết, tất cả những gì cũng phải làm nó mới có. Phải đóng thuế, anh phải cực lực anh làm, anh phải xót mồ hôi con mắt. Còn nếu mà anh không làm thì anh dân như vết, anh sống cứ gọi là không có tiền, anh phải ngồi đó anh chờ chính phủ bê ban phát cho anh chờ đồng thuế người khác đóng vào cho anh ăn, nó vậy thôi. Có nhiều người họ lên trên những thành phần bên Mỹ lúc nào cũng vậy, những thành phần chống cộng kêu gào Việt Nam Mỹ là đa nguyên đa đảng dân quyền tự do dân chủ, nhưng nó có cái khuôn khổ của nó. Như anh Alan Phạm ảnh đã chia sẻ, trong cái tự do ngôn luận hay mọi thứ là luật pháp, trong hiến pháp của Mỹ nó là một cái con dao hai lưỡi, nó có thể chém cái thằng đó và nó cũng có thể chém đứt anh. Nó là như vậy, luật pháp Mỹ nó là như vậy. Nhưng nếu đem cái đó áp dụng trên Việt Nam thì anh bằng và tất cả mọi người chỉ ngồi đây mà té đái quần thôi. Tôi nói nuôi bầy chó, tôi nói không một năm mà trả tiền tiền license là bao nhiêu rồi, tôi nói 50 đô một con chó bạc ghê. Thì các bạn nghĩ đi, đóng license rồi phải chăm sóc, tôi nói chưa sao phải chăm sóc bác sĩ y tế cho nó nữa. Khi mà anh đóng license là anh phải tuân thủ theo những cái luật lệ của Animal Control, có nghĩa là bên Mỹ này nó có một cái bộ chính phủ, một cái bộ hành chánh riêng về chó mèo súc vật á các bạn. Thành ra tôi chia sẻ cho nên tôi đi thẳng vấn đề luôn. Chừng nào anh bạn anh muốn hỏi thì cứ hỏi, nhưng mà tôi sẽ hỏi anh chứ. Không được rồi, cứ nói. Không, bây giờ vừa rồi á. Mỹ thôi, nói chung cuộc sống ở Mỹ mà thằng Mỹ nó đâu qua đó lắm. Nó đâu bây qua giờ này, xin lỗi. Xin lỗi là mình có một cái câu. Bây giờ này, tôi xin lỗi, có Nguyễn Minh Tuệ ở đây. Ngoài lề một tí xíu nhá. Tôi nói Nguyễn Minh Tuệ này. Bây giờ thực tế tôi cũng không muốn giải thích cho Nguyễn Minh Tuệ, nhưng mà ý Lợi Minh cái hôm ấy like, hình như là like cùng với tôi hay ở nhà tôi ấy, cũng nói. Bây giờ thôi bỏ, khỏi nói nữa. Đừng có moi móc cái vấn đề này đây. Thực tế người ta đang nói về những cái đời sống nước Mỹ nọ kia cái thử. Bạn vào đây bạn hỏi một cách rất là vớ vẩn. Thích mai inbox cho anh. Không đủ tư cách. Nó chỉ là cu tí cu tèo, không đủ tư cách để chỉ đủ để anh em mình đem ra trò chơi thôi. Nó chỉ đủ vậy thôi. Ok thôi. Nguyễn Minh Tệ này nó không thôi tốt. Thôi. Đi vào đề. Tốt. Lợi Minh nói về cái, đi vấn đề, đi vào vấn đề. Rồi ok. Hư hết á. Bây giờ mình đi thẳng vào vấn đề. Rồi thôi. Anh chị các nói bạn tiếp. Thấy có nhiều người. Đó, đời sống xã hội bên Mỹ, những thành phần chống cộng cực đoan, các bạn thấy nó rất là phức tạp, vô cùng phức tạp. Có nhiều khi các bạn suy nghĩ ở trong nước rằng, tại vì các bạn không có ở trên đất Mỹ giống như tôi, các bạn sẽ nhìn thấy trực diện về những người chống cộng cực đoan ở bên Mỹ. Các bạn nhiều khi nghĩ rằng ô cái thằng này do CIA hay là cái nhóm của Đào Quân Quân có thể là do CIA để tìm cách phá. Theo như tôi đó, theo cái suy nghĩ riêng của tôi đó, thì tôi nghĩ đây là của tụi tình báo Hoa Nam, tụi Trung Quốc. Nó mục đích của nó làm sao để cho cái cộng đồng Việt Nam nó cực đoan và về tình báo của Mỹ, về luật pháp của Mỹ, một khi thằng Mỹ nó ban giao với Việt Nam rồi, cái quyền lợi của nó là trên hết. Nó không dạy gì cho một thằng CIA mà vô ông đó huấn luyện một cái đám ô hợp mà để mà đi phá cái đất nước Việt Nam mình, nó không có. Các bạn suy nghĩ đi, một cái người tình báo CIA nó làm bằng Mỹ, nó làm việc gì nó rất là chuẩn mực, nó có những ban ngành của nó rất là chuyên môn và professional.
Cho nên nhiều người nghĩ rằng ô hôm này là CIA, có nhiều người họ nghĩ tụi mấy một số người trên mạng vậy nghĩ tôi là cạch của bầu CIA này. No. Tôi chỉ là một công dân Việt Nam bình thường thôi. Tôi sống bình thường và giản dị và đơn giản, và lên đây làm sao tôi truyền đạt cái tư duy và sự hiểu biết của tôi đến cho những người họ chưa có cái cơ hội để họ hiểu về đất nước Việt Nam, và họ không đi lầm đường lạc lối, họ không bị những các thế lực thù địch gọi là tẩy não họ, họ để đẩy họ vào trong những cái chốn lao lý tù đài ở Việt Nam. Các bạn nên nhớ mình. Còn còn lên đây mà điều qua để làm gì cho bị gì, gì ở trên cái diễn đàn cộng đồng mạng này, rất là nhiều người ở bên Mỹ, không phải là Đúng rồi. riêng tôi. Đối với tôi làm sao sống thật, nói thật, và người bởi vì tôi sống với người Mỹ mấy chục năm, người Mỹ họ dạy cho tôi về cái nhân bản. Tôi nói là tôi phải nói được, tôi cảm ơn cái người Mỹ. Tôi học được ba cái câu châm ngôn của người Mỹ mà tôi đã thành công cho đến ngày hôm nay, đó là dignity, honesty and integrity. Trong cuộc sống chúng ta phải phải có một cái sự chuẩn mực, mặc dù thương trường nó là chiến trường, làm ăn hay bất cứ gì vậy, trong lĩnh vực chính trị cũng vậy. Ngày hôm nay mình phải đâu ra đó, chứ không có kiểu mà lên đây mà bật láo phét giống như mấy cái thằng trắng cộng cực đoan ở bên Mỹ. Nó dùng những cái đồng tiền đô la của nó thao túng những người nhẹ dạ cả tin trong nước. Đó là hiện nay những người anh em chúng ta là những người yêu nước, giống như anh Cầm, anh Tư, cô Hoa, vân vân vân. Chúng ta đang lên tiếng, chúng ta đang thương về quê hương của mình, chúng ta đang truyền đạt cho quê hương của mình những người mà họ chưa có hiểu biết về nước Mỹ, để họ hiểu rõ hơn về nước Mỹ và họ không bị đi Rồi vào tôi mới lầm đường nói. lạc lối. Đúng rồi. Đang nổi máu anh hùng. Nói chung thì đời sống ở bên Mỹ, cái cuộc sống thì các anh chị các bạn biết, sống trong cái cộng đồng của người Việt đó, nó rất là phức tạp. Những người như anh Alan Phạm hay một số anh chị các bạn biết dám lên đây nói là chúng ta đang sống ở ngoài cái khu cộng đồng Không, của còn người là tăng Việt. quy nó chưa nói tục nói bậy gì, nó chưa ấy gì cả, thì Ở cứ để nó ngồi nghe. Mình không bao giờ mình mời AQ lên trên đấy nữa, vì mình đã biết rõ cái bản chất của AQ khi mình đã nghe một cái clip quả giữa AQ và Hùng Dân rồi. Các bạn yên tâm rồi, xin mời. Thành ra các anh chị các bạn biết, người Việt của mình bên này nói chung là nhiều người họ cũng chẳng có muốn chống cái gì đâu, bởi bây giờ ở trong cái cộng đồng rồi, làm ăn thì phải chấp nhận ở trong đó thôi. Cho nên họ phải phải gọi là chịu trận để đặng mà lo, để đặng mà làm ăn. Ở bên Mỹ thì mà các bạn biết không làm cái đồng tiền, hồi nãy giờ tôi chỉ cho anh các bạn thấy những cái sự nhà cửa và sự thật, cái thành quả của tôi ở trên đất Mỹ như vậy. Nếu anh chị các bạn biết, nếu mà tôi không đóng thuế hay tôi không làm đúng cái nghĩa vụ của một cái người dân mà mình đang làm sống ở trên đất Mỹ, thì thằng Mỹ nó cũng quất mình văng vô vách thôi, thằng Mỹ nó cũng kéo nhà kéo cửa thôi. Và chúng bổ sung thêm vấn đề mà hồi nãy nghe anh cư xá nói về vấn đề mà người Việt mà người ở ở ở nước ngoài mà vô Mỹ mà mua nhà, mua đất đai, mua bất động sản đó, tại Mỹ trên 10.000 đồng là nó phải điều tra anh cái tiền và nguồn gốc đó từ đâu ra. Nếu ở bên phía Việt Nam anh cầm tiền qua Mỹ, anh chứng nhận anh là một thương gia, anh là người làm ăn, anh có tiền ngân hàng Việt Nam, nó chứng nhận điều đó là đúng, là anh nó cho anh mua thôi. Giống như ông Phạm Đình Nguyên, các bạn thấy ổng là người Việt Nam đó, ông qua Mỹ ông đấu giá, ông mua thị trấn Mỹ, thằng Mỹ nó ổng gì nó biết ổng là thương gia, thì cái đồng tiền của ổng nó có chính nghĩa thì anh mua thôi, anh mua là cứ anh đóng thuế. Ổng mua nguyên cái thị trấn. Và nói chung tôi thấy người Việt của mình hiện nay với lại cái chính sách ưu đãi của ông Trump, nó hồi ông Obama mà thì nó còn dễ hơn nữa, chỉ có 200.000 đô thôi là Mỹ nó sẽ cấp cho các bạn một cái giấy gọi là Anh nói green em nhé, lốc Nguyễn Minh Bình Tuệ, anh đã nói card. rồi. Cái green card, anh chị em các bạn biết, nó cho mình cái green card và Rồi rồi chặn mai like xong anh bảo. rồi thời ông Trump á, anh chị em các bạn biết là nó tăng lên 500.000 đô,
ông Trump là ông cho 500.000 đô, thì nếu bây giờ các bạn mà ở trong nước có 500.000 đô bỏ ra và vô Mỹ thôi, tại vì Mỹ đó nó sống nó là nó nhờ vào cái cộng đồng quốc tế. Nếu cộng đồng quốc tế như Việt Nam, những cái quốc gia mà hiện nay đang phát triển, nó mời gọi vào, nó mời gọi, vào để đặng đem cái nguồn tiền đó vào, cái chất xám đó chảy ngược về trong nước của nó, để đặng mà nó tạo cái kinh tế của nó và công ăn việc làm ổn định hơn. Hiện nay trên nước Mỹ đó hơn 61% người dân Mỹ họ đang làm chủ nhà, làm chủ cái nhà, và dưới 30 mấy% kia là họ không có nhà. Thì nếu mà ở Mỹ các bạn sống ở những cái gọi là chung cư, bên này nó gọi là chung cư apartment mà người ta đi thuê nhà người ta ở đó, ở Việt Nam người ta gọi là nhà chung cư, thì các bạn mua đất. Còn bên này nó không phải như vậy, apartment là nơi người ta rồi rental là nơi mà người ta thuê nhà người ta ở. Những nơi đó thì nó ồn ào, nó rất là phức tạp, đủ thứ chuyện hết trơn á. Các bạn sống giống như trong một cái cộng đồng thu nhỏ lại, nó rào lại cái khu chung cư đó, nó có 300 unit, 200-300 unit, 100 unit, 50 unit, mỗi một unit vậy nó giống như cái phòng. Mà trong cái phòng đó, nó gọi là cái phòng đó, thì nó có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, nhà bếp, phòng khách, thường là như vậy. Cái tiêu chuẩn nó vậy là và 2 phòng ngủ tùy theo mỗi gia đình, dân số nó ở. Thì ở những chỗ đó thì nó ồn ào hơn, nó phức tạp hơn. Đấy. Còn các bạn ở như nhà như tôi như vậy đó, thì ở nhà gọi là housing đó, như vậy đó, thì mình nó gọi là cái quyền tư nhân của mình có nhiều hơn. Giống như anh Cầm, anh quay các bạn thấy nhà ở ngoài buồng hiu ở Mỹ là chuyện bình thường thôi. Tại ở Mỹ nó không như Việt Nam. Ở Việt Nam mình á, cái nhà ở đây người ta kinh doanh ở dưới, người ta mở ra hay là người ta ở, người ta vừa ở là vừa kinh doanh. Còn ở Mỹ thì các bạn biết giờ này người ta đi làm hết trơn rồi. Như tôi tự nghỉ hưu. Cái này tôi nói cho vui thôi. Tôi chẳng, hồi xưa tôi làm cho hãng Honeywell, tôi làm lâu lâu, tôi sau này tôi không làm nữa, tôi nghỉ. Tại vì bây giờ thì cũng không làm nữa, tại nhờ ông bác vào đảng, có bác vào đảng rồi mình không làm nữa. Cho nên các bạn biết nó tới đâu rồi. Tự nhiên chọc vui vui đó, câu này thì quên mất đứt khúc. Để coi, thì các bạn thấy nhà cửa bên Mỹ thì như cái nhà của anh Cầm đó, các bạn biết ở Mỹ người ta đi làm hết rồi, thì giờ này nó vắng, với lại những người như anh Cầm ở vậy, các bạn bây giờ các bạn nãy tôi đi ra đó thì đâu có bóng người nào đâu, ai cũng đi làm hết rồi. Còn muốn đi có bóng người thì phải vô trong cái khu thành phố, nó ở đâu có đó, chỗ nào bán buôn thì nó ra bán thương, khu thương mại thì nó ra khu thương mại, còn khu ở nó ra khu ở, nó không có lộn xộn tà ngầu vô không vậy được. Ở Mỹ, bởi vì tại sao chính quyền Mỹ nó dễ điều khiển người dân hơn ở Việt Nam. Tại như các bạn thấy Việt Nam tình trạng mà vỉa hè cũng vậy, nó là cái nan đề. Các bạn thấy dẹp chỗ này, ông Hải chạy qua chỗ đó. Đấy, các bạn thấy còn Mỹ đâu có vụ vỉa hè như vậy. Cái khu bán buôn thì người ta bán buôn chỗ đó, thì chính phủ với lại những cái người mà người ta làm kinh tế vậy, người ta analyze được cái thị trường, có nghĩa là người ta định hướng được, người ta muốn mở cái chợ đó thì người ta phải biết cái khu dân cư đó bao nhiêu, tụi Mỹ nó làm ăn đó, hay là họ muốn mở cái siêu thị gì cũng vậy, thì họ phải coi cái khu dân cư đó bao nhiêu, mật độ bao nhiêu, để đàn họ mở một cái chợ hay là hai cái chợ và họ cạnh tranh nhau, và họ không mở thêm nữa. Còn người dân Việt Nam của mình qua Mỹ, các bạn biết góc này tiệm nail, kế bên kia tiệm nail, rồi chéo bên kia tiệm nail, rồi bắt đầu mấy ông nail đập nhau, quýnh nhau, tại vì giành, cạnh tranh không lành mạnh. Các bạn biết cái người Việt của mình làm kinh tế nói chung còn rất là dở. So ra cái cộng đồng người Việt Nam của mình ở bên Mỹ là một cộng đồng nhỏ nhất và lép dế nhất. Các bạn nhìn thấy có một số người họ thành đạt về vấn đề kiến thức, như Cao Dương Nguyệt Ánh, Elizabeth Phạm, và những cái người làm trong quân sự Mỹ. Nó chỉ là một cái con số thôi. So ra những cái dân tộc khác thì người ta một trời một vực. Còn người Á Châu, người Việt Nam mình là một cái cộng đồng rất là nhỏ. Chỉ hơn cộng đồng Lào, Campuchia, những cộng đồng Hắc Mông rồi thôi. Chứ còn cộng đồng Việt Nam ở bên Mỹ là cộng đồng lép dế nhất, là cộng đồng nhỏ nhất. Cái đó là trong thống kê của đài BBC, của cái những cái tụi mà chống cộng ở bên Mỹ đó, cái đài BBC tiếng Việt đó, nó đưa ra cái thống kê luôn mà. Nó đi gọi là analyze, nó đi gọi là survey. Các bạn nó đi ra nó survey cái thị trường á về người Việt á, bằng là vấn đề học vấn, vấn đề mà kiến thức, mà về vấn đề về thành đạt, là người Việt mình vẫn bị lép dế hơn tất cả những cộng đồng khác.
mà nói về những cái cộng đồng mà không đoàn kết là cộng đồng Việt Nam hơi bị ghê. Đấy, hơi bị ghê. Nó tùm lum tà la vào trong những cái khu người Việt nó ở như vậy. Tại sao anh chị em các bạn thấy như khu người Việt ở cộng đồng ở Cali nó đóng ngộp với nhau, nó chen nhau nó sống. Mà trong đó khi cái tiêu chuẩn và diễn đề housing của người Mỹ là một gia đình gọi là trung bình, một gia đình là hai vợ chồng, hai đứa con. Mà trong đó người Việt của mình đó, họ ở, họ mua nhà, nhà quá mắc, cái đời sống nó quá đắt đỏ. Họ convert lại, họ làm lại cái nhà mà đậu xe là hay là cái mé thiên, họ làm lại phòng để đặng họ cho thuê, để đặng họ có những cái lợi nhuận thêm, để đặng họ trả góp tiền nhà. Còn chuyện mà trả góp tiền nhà đồ bên Mỹ đó, nó tùy theo khả năng và công ăn việc làm của mỗi người. Và không phải ai cũng có thể mà trả được 10 năm hay 5 năm. Các bạn càng thu ngắn cái thời gian lại thì cái tiền mà trả hàng tháng nó rất là cao, mình trả không nổi, lỡ như nửa đường gãy gánh, mất việc làm, coi như là văng nhà văng như vách luôn. Các bạn biết không, thành ra đa số người ta chọn cái thời gian 30 năm. Nhưng mà khi các bạn mua cái nhà, tôi nói lấy một cái mức điển hình, cái nhà 200.000 đô, các bạn trả 30 năm, và sau 30 năm đó, cái nhà nó sẽ, cái tiền lời, lẫn tiền lời và tước mọi thứ hết, nó có thể lên tới 600.000 đô. Tại thằng Mỹ nó lấy tiền lời trước, trong 5 năm đầu, coi như các bạn chỉ trả, chỉ khoảng chừng cái tiền mà gọi là principal, là cái tiền mà, cái tiền nợ chính á. Ví dụ tôi nói hiếu 200 ngàn gì, trong 5 năm đầu, các bạn trả cao lắm là chừng 10 ngàn là dữ lắm. 10 ngàn là dữ lắm. Tại vì nó lấy tiền lời trước. Các bạn mở cái nó gửi gì cho mình một cái cùi mà hóa đơn để mình gửi đó, nó trễ đó, cái tiền gốc là bao nhiêu, tiền lãi bao nhiêu, và tiền lệ phí là bao nhiêu, tiền thuế bao nhiêu, tiền này tiền nọ bao nhiêu, nó trừ ra hết, nó khấu trừ nó cho anh biết hết, và nó cho anh biết trong cái cột mốc của lúc mà mình ký giấy nợ nhà đâu cũng vậy, nó cho anh biết 5 năm đầu nó lấy bao nhiêu tiền lời, và 5 năm sau nó sẽ lấy bao nhiêu, bắt đầu hãy trả càng lâu thì nó lấy bắt đầu tiền cái tiền gốc á, nó lấy nhiều lên. Mà đa số á, những người Việt mà ở Mỹ, tôi nói mà chính tiền mua nhà giống xin như lỗi. Con nợ. Vâng, tôi xin lỗi Lợi Minh vì tôi đọc cái comment của cái bạn Nguyễn Hiền này. Đó nhận thức của mỗi người anh ạ, cảm ơn anh, 4.0 rồi, chắc không cần nhờ đến anh đâu. Tôi nói với bạn như này. Bây giờ ví dụ như tôi có khả năng ở đây, tôi biết ở quê như thế nào. Nhưng mà tức là để một người ở quê nói lên thì tôi mới cũng cảm nhận được. Cho nên bạn có một cái cách nhìn rất thiển cận. Đấy, nghe chưa? Cho nên là tôi chỉ trả lời bạn mỗi thế thôi. Nói chung là tự nhiên làm mất hứng. Không, mình phải dừng lại trả lời một tí. Rồi, xin mời, nói tiếp. Đấy, cảm ơn bạn. Nói chung thì vấn đề mà nói về vấn đề nước Mỹ thì là nhà cửa không vậy? Thường thì những người mà làm ăn hay mà đến Mỹ mà người Việt của mình nào mua nhà. À, thế à? Rồi, xin lỗi Nguyễn Hiền. Tôi luôn luôn khuyên người ta làm sao? Là anh mở rộng ra 30 năm. Tại vì sao? Công ăn việc làm hiện nay nhiều khi mình không biết được. Anh làm 3 năm, 5 năm, anh có bảo đảm cái chớp, cái công việc làm của anh nó có được ổn định không? Anh đâu có biết được ngày mai. Ở Mỹ anh không có biết được ngày mai. Ngoài rồi, mình nói xin lỗi Nguyễn Hiền rồi mà. Ngoại trừ anh kinh doanh hay là anh làm cái gì đó, anh có đồng tiền mà anh cảm thấy chắc chắn đó, thì anh mới dám chơi cú đó. Mua xe hay bất cứ vậy. Tại sao người ta dùng cái trả góp nó dài ra để họ có cái thời gian họ trả nợ. Còn mà nếu anh thu ngắn lại đó, okay, thì anh sẽ bị rất là nhiều sự sức ép. Anh sẽ bị sức ép nhiều hơn. Mà anh nới rộng ra thì anh sẽ thoải mái hơn. Nhiều khi anh muốn đi chơi, hay là anh muốn đi nghỉ phép, hay là anh muốn đi Việt Nam, thì anh cũng hàng năm anh cũng có thể dư ra ít tiền đấy, và anh cứ trả từ từ thôi, nhà mình ở mà, không? Còn mà anh phải kéo lại từ 30 năm xuống 10 năm là anh biết cái payment, cái tiền trả góp của anh nó kéo lên rất là nặng. Tôi nói giống như bây giờ cái nhà của anh Alan Phạm gì là ba anh trả 30 năm gì mà anh kéo lại 10 năm thì theo như tôi tính khoảng chừng, nếu mà anh tính tôi tính thì cái payment của anh đó, mỗi tháng hay gì giờ anh trả 1.500 gì thì anh phải trả lên gần khoảng 3.000, các bạn biết đó. Nó rút lại thì tụi nó lấy cái tiền trả góp của mình cạo lên, thì như vậy mình sẽ làm đầu tắt mặt tối, làm cài đến ăn mà trả nợ.
thì cuối cùng lỡ đùng cái mất dịp nhà mình cũng văng vô vách luôn, cái gì nó cũng văng vô vách hết. Nên anh thấy không, nó sẽ eo hẹp hơn và cuộc sống gia đình nó sẽ gặp mình làm gì mình cũng sợ tới tháng tới phải trả tiền nhà mà. Bây giờ muốn đi ăn muốn đi chơi tiền nhà mà. Nó nặng quá đi, thì khi mà mình trả ra nhiều vậy đó, thì nếu mà mình có ý định mình trả ngắn lại tự mình sau thu chiếc, thì anh mỗi tháng thay gì anh trả 10 năm một tháng 3.000 đô cái tiền trả góp, thì bây giờ anh trả 30 năm mà anh trả có 1.500 thôi, 1.500 thôi, tôi nói giá tỷ, tôi nói chỉ nói không có chính xác nha. Thì còn cái tiền kia mà anh nói, tôi nói rằng anh bỏ vô ngân hàng đó đi, anh cứ bỏ vô ngân hàng đi, bỏ đó, chừng nào mà anh thấy rằng mà tới năm thứ 10 đó mà anh đi dành được một cái số tiền khá lớn thì anh ụp vô cái tiền nợ gốc, anh thấy không, anh ụp vô tiền nợ gốc thì anh có thể trả hoàn thành hết đó. Thì lúc đó nhiều khi đâu có biết được cái gì xảy ra ngày mai, giá tỷ như kinh tế Mỹ nó đi vào suy thoái một lần nữa, anh văng vô vách thì cái nhà anh vẫn còn, anh vẫn còn cái nhà để ở, anh vẫn còn cái xe để anh chạy, anh vẫn còn mọi thứ hết. Còn nếu mà anh trả kiểu kia, anh mất công ăn việc làm năm ba tháng là anh văng vô vách, nó kéo nhà anh, kéo xe, kéo vợ, kéo con anh. Cái này tôi nói đùa, tại vì hết tiền thì tình cũng hết, con gia đình cũng tan nát, hỏi chứ về nhìn ai cũng mặt trầm ầm hết, đường anh đi, đường em đi, tình nghĩa đôi ta chỉ có thế thôi. Con thì đi học hành nó lớn rồi, cái này kia, tiền này tiền nọ, chưa nói nó vào đại học đó. Mà nó học giỏi mà nó được học bổng thì mình không nói gì, mà nó học mà nó không có đủ cái điểm để đặng mà nó lấy cái học bổng đó thì mình cũng phải giúp nó chứ, mình làm cha làm mẹ mà, cái phong tục của người châu Á của mình mà. Đấy, hình nó còn nhiều cái nỗi khổ, nó còn nhiều những cái lo toan trong cuộc sống, nó còn nhiều mọi thứ lắm chứ không phải nó đơn giản đâu các bạn. Nó nhớ là nước Mỹ này nó muôn màu muôn mặt, muôn hình muôn vẻ. Nếu mà khi nào mà cuộc chiến trên không gian mạng này nó bình yên, nó không còn những cái xáo trộn nữa đó, tôi sẽ chia sẻ với anh em chị em các bạn về vấn đề kinh doanh, mà kinh doanh mà làm ăn các bạn không mê nó chết đi. Mấy cái thằng mà chơi chơi stock mà mỗi lần mà đó tôi nói, nó kêu tôi đưa tiền đó, nó đầu tư đó, mày đưa tiền đây, đây tao đầu tư cho. Tại vì khởi nghiệp như thế nào, làm ăn làm sao để đặng mình có thể mà thành đạt được ở đất Mỹ, mà mình phải dùng cái đầu, cái óc, cái trí của mình để đặng mà mình tiến thân. Tôi nói ở Việt Nam bây giờ cũng vậy, xã hội Việt Nam bây giờ, đất nước tôi về tôi làm ăn và tôi sống tôi thấy cũng vậy. Làm ăn phải biết tính tới ngày mai, anh làm 10 đồng anh ăn 5 đồng anh còn để lại 5 đồng. Nhiều người Việt Nam trong nước hiện nay bây giờ tôi thấy một số cái bọn trẻ nó chỉ chạy theo những cái sự ảo vọng, nó rồi. Lên mạng bạn Thiên Sơn bạn hỏi ra. Thì các bạn thấy nhiều đứa nó đi vào trong sự kiệt quệ, ở Mỹ thì cũng vậy thôi, không phải những đứa trẻ nào nó sanh ra ở Mỹ là nó lớn lên nó cũng thành bác sĩ, kỹ sư, ông này bà kia hết. Các bạn biết có nhiều đứa nó học xong nó ra tìm việc làm chết luôn, mắc nợ nần nữa. Hiện nay cái tổng tiền nợ của về vấn đề mà học giới trẻ Việt Nam hiện nay nó nợ đến một mức gọi là kinh khủng tới báo động đó, chứ không phải là giỡn. Bây giờ này xin lỗi Đại Minh, bây giờ có một bạn này bạn hỏi thì thôi Đại Minh trả lời, tức là bạn hỏi cũng hơi móc một tí nhưng mà thôi mình trả lời cũng được thôi. Chú làm clip sáng nay đấy, xạo quá nha chú Đại Minh, chú bớt ảo dùm con cái, tức là cái xạo chỗ nào đấy, xạo chỗ nào phải chứng minh, nói cái gì cũng vậy phải chứng minh. Lúc này tôi xạo chỗ nào, bây giờ bạn nói thì bạn cho bạn đặt câu hỏi. Tức là gia đình bạn có nhiều người bên Mỹ, gia đình tôi cũng rất nhiều người bên Mỹ, tôi nói bạn, mà thậm chí con tôi hiện nay đang định cư bên Mỹ đấy. Rồi xạo chỗ nào cho bạn hỏi rồi. Chỗ nào? Ừ. Rồi mình cứ nói đi. Ví dụ bạn bảo xạo chỗ nào rồi. Bây giờ mình ấy mà, mình trả lời họ nhá. Chứ trả lời đúng không? Dạ. Thực tế cái clip của Lợi Minh sáng này mình cũng chưa 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 xem. Ủa cái clip nào sáng này ta? Lợi Minh đâu có làm clip sáng gì đâu. Hình như nói về chuyện chó mèo rồi đấy. Chứ chỗ hôm qua. Hôm qua. Thì hôm qua. Đúng rồi. Hôm qua. Ở bên Mỹ là hôm qua. Hình như có cô Qua cũng muốn lên thì phải, có còn giờ cho cậu lên anh bằng cô Qua. Sao? Hello. Cứ rồi còn thời gian cô Hoa muốn lên đi, cô Hoa ok đi. Cô Qua,
Cô còn đó không ạ? À? Vâng, nếu có hoa còn thì cô hoa ok. Đó, hình tôi có cái tờ giấy nó cảnh cáo luôn mà. Đâu phải xạo. Cái tờ giấy mà tụi Animal Control nó cảnh cáo là nó warning đó. Nó ra là nó đòi hỏi mình phải có like tại hồi nào mình nuôi chó mèo thì mình nó lỡ nó bị cái cửa cổng nó bị hở, lúc mở cái nó bị hở cái nó giọt ngoài nó đi thì hàng xóm người ta phàn nàn. Thì tụi bên Animal Control á, tụi nó ra nó coi mình có chó mèo, nó hỏi mình có license không, mình nói không. Thì nó quên đi, nó nói là từ đây tới bữa 10 tây tháng 9 mà nếu mà Lợi Minh không có đi xin cái license, gọi là xin cái giấy phép nuôi chó đó cho bốn con đó đó, thì nó sẽ phạt, đưa ra tòa nó sẽ phạt. Thành ra chỉ vậy thôi, có gì đâu xảo chứ không xảo. Không, bây giờ này nói cái vấn đề này, tất cả ví dụ như này, Lợi Minh thế cũng nói về những cái gọi là nước Mỹ, mình biết ý Lợi Minh nói nước Mỹ không phải thiên đường đấy, đúng cũng không phải thiên đường. Ví dụ như tôi hiện nay tôi nói à, cái sự phát triển của đất nước Việt Nam hoặc là những cái mà còn tồn tại trong đất nước Việt Nam bây giờ, và cuối cùng ví dụ tôi so sánh cái cuộc sống người dân bình thường với cuộc sống của những Việt kiều nhé ở bên Mỹ bây giờ, mà ví dụ chúng tôi mà nói không sự thực là bà con ở dưới này bà con phạt miệng tôi ngay, hoặc Lợi Minh đúng nói không sự thực không sự thực về 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 cái hiện nay của đời sống của những kiều bào hoặc những mặt trái của xã hội Mỹ, thì là những cái người Việt kiều ví dụ như rất đông những cái bà con Việt kiều ở đây thì không bao giờ tin Lợi Minh nữa đấy. Đúng, cho nên là mình nói mình phải nói sự thực. Ví dụ Lợi Minh nói sự thực về cái mặt trái của đất nước Mỹ, tôi nói cái sự thực về cái sự phát triển của đất nước Việt Nam, đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ ví dụ tôi không thể nào mà tôi láo xạo được, nó láo xạo thì mà ngày mai diễn đàn của tôi không ai thèm nghe nữa. Dạ. Cho nên chúng tôi sẽ nói sự thực. Dạ, mình phải nói làm sao, cố gắng nói sao cho nó càng chính xác thì càng tốt thôi. Nhiều khi với lại luật của bên Mỹ, anh chị các bạn biết, 50 nó có 50 tiểu bang, mỗi tiểu bang nó có một cái luật. Nhiều khi mình lái xe cũng vậy, ở tiểu bang này mình lái xe nhưng mà qua Cali nó lại khác. Các bạn biết về mỗi một cái hành pháp và hiến pháp của mỗi tiểu bang nó lại khác nữa. Nó có một cái hành pháp và hiến pháp của liên bang là chính quyền chung, rồi nó có một cái hành pháp và hiến pháp của rồi. Của tiểu bang nữa. À, Lợi Minh, cô Nguyễn Hoa lên đây rồi, mình mời được cô rồi. Nguyễn Hoa là khó lắm rồi, xin cảm ơn Lợi Minh nhé. Rồi. Cô Nguyễn Hoa lên. Dạ. Rồi. Cảm ơn cô qua. Dạ. Rồi, xin chào. Dạ. Hôm nay cũng có một phần chia sẻ chút chút thôi, một người ít. Thì các vị cũng biết là tôi sống đất Mỹ này thì cũng lâu rồi. Đó. Thì cái gì thì đúng ra thì như Lợi Minh nói về chó thì ở bên Mỹ này nếu mà mình nuôi chó mà mình để nó không có nước non, không cho nó ăn thì ở bọn cái tuổi thú y nó lợi á, kêu là Alamo Patrol đó, mà nó lợi đó, mà nó ấy á, thì nó cũng có quyền mà phạt mình hoặc cái gì đó chó mình đi ra ngoài. Thì cũng như là giờ dẫn chó đi cũng phải có dây, có nhợ, rồi có bịch ni lông rồi, nhưng mà không cho dẫm lên cỏ người ta được. Như tôi nuôi chó ở đây thì bắt buộc là tôi phải chích ngừa mỗi năm, đó là luật đó. Và khi mà mua bảo hiểm nhà, xin thưa, chó nào thì tôi không biết, nhưng mà chó tôi là Pitbull, và khó khăn lắm tôi mới mua được bảo hiểm là nó bán cho tôi. Đó là câu chuyện sự thật. Tự vì á, nó sợ rằng khi mà chó tôi, ví dụ ai khách đến thì chó tôi cắn người ta gì đó thì tụi nó phải chung tiền đó. Thành ra nó bán mắc lắm đó. Thì còn nhà cửa thì tôi đã trả nhà hoàn tất rồi đó. Nhưng mà chung quy không phải là nhà của tôi, thưa quý vị. Từ mỗi năm tôi phải đóng gần cả 5.000 đô một năm, thì chung quy bây giờ 10 năm hết bao nhiêu rồi đó, cho nó năm, mình nói cho nó dễ dàng 50.000 đô đó. Nhưng mà trong cái thị trường nó có lên không, nó không lên, có khi nó tuột xuống, và mong rằng nó bằng nữa, chứ còn chung quy là nhà không phải nhà của tôi đó, mặc dù tôi trả xong rồi đó. Nếu mà trong vòng 3 năm tôi không đánh thuế thì chính quyền nó có lợi, nó niêm phong cái nhà, rồi nó sẽ đánh vô đầu tư đó. Đất đai cũng vậy nữa, giàu không có nhà, đất không cũng phải dẫn đến thuế, là đương nhiên là nó đến thuế tất tần tật hết. Đó là nhà trả xong hết rồi đó các vị,
đó. Còn nếu mà thời gian mà như Lợi Minh nói cũng đúng, nó mà là mình kéo dài ra, đó là mình bảo vệ cái công ăn việc làm của mình, đặng mình không có mất nhà đó. Còn mình rút ngắn lại á thì cái đồng lương của mình á nó sẽ đánh cao lên, và tiền lời đó tùy theo khi mình đặt cái tiền cọc xuống đó bao nhiêu phần trăm hay cái gì đó, thì tùy theo cái hạnh kiểm của mình, là ở đằng tuổi mà nhà băng á nó cho là bao nhiêu chấm hoặc cái gì đó tùy theo đó, mỗi mỗi cái tiểu bang nó mỗi khác nhau đó. Và như là tôi có một người bạn ở tại Virginia đó, là bà ta ở nó kêu là condo đó, mà bà ta ở lầu 8 đó. Thưa xin với các vị, nhà đó bây giờ đó đất đai thì không có, nhưng mà gần cả triệu bạc luôn, và bà ta phải đóng. Bây giờ bà ta không xài điện nước ở trong cái đó, vẫn đóng chia ra mà đóng đó, có tháng bà ta đóng 700 đồng tiền điện tiền nước luôn, chung quy là tất tần tật hết đó. Nó bảo vệ cái khu vực đó đó là người bà ta phải đóng như vậy đó. Thành ra nhà cửa bên đây á, thì cũng khó nói lắm, phải không? Thì chung quy là hiện giờ là tôi nói là nhà đây không phải nhà của tôi nữa, nếu mà tôi không đánh thuế đi thì tôi cũng mất nhà thôi, thưa các vị. Còn việc làm mà nếu mà 3 tháng tôi không có tiền đóng tiền nhà đó thì nhà băng nó lại nó kéo đó. Thành ra cũng khó nói, bên mỗi người mỗi cái tiểu bang nó khác nhau. Còn vụ mà uống rượu lái xe tùy theo, nếu mình chồng tội thì 10 năm không có bằng lái, thưa các vị, Đấy. và đi làm đâu cũng xa xôi đó. Mà sau khi mình lấy, mình có muốn lại cái bằng lái đó, mình phải mướn luật sư và tốn nhiều tiền lắm đó. Hoặc là có thể là trong vòng đó mình có thể ở tù nữa, chứ không phải là mình cộng vô mà lái xe cứ uống rượu hoài. Và bảo hiểm nó càng lên nữa, và bảo hiểm có nhiều bảo hiểm nó không bán, và có nhiều nó bán nhưng mà nó rất là đắt đó. Thành ra mình không chịu nổi cái vụ mà uống rượu lái xe đâu đó. Thành ra nó có nhiều cảnh lắm, và đường tốc độ nữa tùy theo tiểu bang nữa. Tiểu bang nó cho 5-7 mile Bây chào một cháu, cái xin tốc lỗi độ. cô thế ạ. Bây giờ Phượng Nhiên Dạ. ấy, bạn muốn hỏi về vấn đề đó thì bạn inbox cho Lợi Minh, mình nghĩ là Lợi Minh sẽ trả lời ngay. Bạn ra thì bạn inbox cho Lợi Minh để mà xem là Lợi Minh nói như nào nhá. Thì nói bạn bạn Nhiên, mình thoải mái mà đúng không? Mà mình tin rằng là Lợi Minh sẽ trả lời cho bạn. Rồi xin mời cô ạ. Dạ, rồi 5-6 mile được, còn có nhiều tiểu bang hơn 1 mile cũng không được nữa, nó vẫn cho giấy phạt. Đó, có nhiều chỗ nó cho 7-8 mile, mà có khi mình ăn gian gần gần 10 mile, đó tùy theo. Đó, còn vụ súng ống tùy theo, nhiều tiểu bang cũng như là theo tôi biết là ở DC, mặc dầu có giấy súng rồi nhưng mà khi mình tới đó mà nó khám xét ra mình có súng, nó cũng có quyền lấy. Luật ở bên Washington DC là không có được quyền có súng, mặc dầu súng trong xe. Đó là theo tôi biết. Thì trước tôi cũng ở Virginia, ở gần cũng gần cư xá Tam Đa đó. Thì tôi ở bên Virginia, thì chú ở bên Maryland đó. Tôi ở đó cũng mấy chục năm. Đó là ở Virginia đó. Còn những người kiều bào mà họ buồn á là như vậy. Xin lỗi. Thì Té ra là Phượng Nhiên là thằng Ngô Long à. Mày thích thì mày inbox cho Lợi Minh, Lợi Minh trả lời cho nhá. Tao không bao giờ tao mày thế này khác, nhưng tao không động đến mày đâu. Rồi, xin mời cô. rồi nó nói gì quên rồi. Dạ. Nhắc lại coi tôi nói cái gì quên rồi, nhắc lại dùng khúc giúp hơn chứ chút xíu lại coi. Vâng, cô nói về vấn đề coi như là À nhớ rồi, nhớ vâng. rồi. Ok, là hồi xưa đó thì tôi không có sống với chế độ cộng sản đó, thì tôi cũng biết của một cái số thành phần vì người ta sợ cộng sản này kia, người ta mới bán nhà bán cửa. Thì bán nó, tôi nói cái ví dụ thôi nha, là 5, 3, 7, 10 cây vàng, rồi ngày hôm nay đất nước Việt Nam phát triển có thể là 2-3 nghìn năm gì đó cây vàng đi, thì họ hối tiếc đó. Phải chi hồi đó họ đừng có đi, đừng có bán đó.
Rồi nhiều khi những cái thành phần gia đình có kể lại con cháu nói hồi đó cái nhà tao biệt thự vậy vậy đó, bây giờ cả 2-3 triệu đô la mà bây giờ đó tao phải qua đây tao sống xứ người này nọ kia, thì nhiều khi có thành phần á, họ không có biết là cái chế độ hồi lúc Việt Nam Cộng Hòa làm sao, thì rồi họ có ấn tượng như vậy đó. Thành ra theo tôi là tôi biết như vậy, có một số như vậy nữa đó, thì vì họ muốn đi qua cái đất nước mà kia mà thiên đường đó, tại vì lúc đó ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa miền Nam đó là Mỹ nó đun tiền về nhiều lắm, thành ra họ nghĩ rằng Mỹ là thiên đường, nhưng mà xin thưa qua đây rất là khổ và rất là buồn, buồn thật là buồn luôn. Thì chung quy thì hồi trước thì tôi cũng có giao lưu ở với chung với cộng đồng người Việt, nhưng mà từ từ tôi tách ra rồi bây giờ thì hiện giờ tôi sống ở đây là 10 năm nay rồi, tôi không có thấy người Việt ở đây đó, không có luôn, tôi không thấy luôn, chưa thấy luôn á đó, mà không biết có không không biết đó, nhưng mà tôi từ từ tôi xa lánh. Và tôi cũng từng giúp thông ngôn giùm, tự vì khi mà những người qua đó họ không có biết tiếng, bất đồng ngôn ngữ đi, thì tôi giúp với cái khả năng của tôi không giúp được toàn hết nước Mỹ, mà cái khu vực nào tôi ở đâu thì tôi giúp ở đó thôi đó, thì tất tần tật đó. Nhưng mà cũng nói rằng đất Mỹ này nó cái pháp luật nó găng đúng, nhưng mà nhờ nó găng như vậy nó mới đè bớt xuống được, chứ còn thưa, xin thưa các vị điên cái đầu luôn, thấy không, ngôn ngữ bất đồng khi mà qua bên đây rồi đó thì tưởng mình còn sống với cái đất nước Việt Nam, thành ra nó rất là kêu mà nó rất là xào xáo lên lắm. Nhưng mà nhờ nhờ luật Mỹ thành ra cũng bớt một phần số nhiều đó, đó là cái chia sẻ của tôi. Rồi ai muốn hỏi cái gì thì tôi trả lời với cái khả năng của tôi, có ai hỏi gì không em con, không hết là cho cô xuống. Vâng, thế có các bạn nào hỏi câu hỏi vấn đề gì không?